điều trị tiểu đường ha. Thì do tôi tham gia một cái lớp về đào tạo giảng viên thì cần học viên, cần sinh viên đánh giá về cái bài giảng cũng như là cái cách giảng dạy. Thì tôi có các phiếu khảo sát, thì bây giờ nhờ các bạn truyền nhau rồi cuối giờ các bạn đánh giá cho tôi ha. Ê, được rồi. Thì đây là một cái bệnh, thứ nhất nó là một bệnh
kiểm soát cái bệnh đó thôi ha, là chậm xuất hiện những cái biến chứng của cái bệnh đó. Cái như bệnh tăng huyết áp cũng là một bệnh mãn tính, do đó khi mà mình chẩn đoán bệnh nhân bị đái tháo đường là coi như mình kết một cái án treo suốt đời cho bệnh nhân ha, là mình phải dặn bệnh nhân là phải theo dõi và điều trị suốt phần đời còn lại ha. Có thể một số bệnh nhân sau khi được chẩn đoán đái tháo đường đó mấy bạn, bệnh nhân tiết chế lại chế độ ăn tập thể dục ha, thì có thể đường huyết nó sẽ ổn định trở lại và có khi không cần dùng thuốc ha, nhưng mà bệnh nhân vẫn phải theo dõi ha. Chứ có nhiều bệnh nhân sau khi tiết chế thời gian sau, các bệnh nhân buông lỏng luôn, thấy đường huyết trở về bình thường rồi nói ôi tôi hết bệnh đái tháo đường rồi, rồi sau đó bệnh nhân buông lỏng và chế độ ăn cũng buông lỏng theo, thì bắt đầu bệnh nhân sẽ cái tình trạng tăng đường huyết nó lại trở lại và bệnh nhân xuất hiện cái biến chứng ha. Hoặc là có một số bệnh nhân người ta uống thuốc để điều trị tiểu đường, người ta uống thuốc một thời gian người ta thấy đường huyết người ta trở về bình thường, cái người ta ngưng thuốc, người ta nghĩ là cứ uống thuốc hoài thì nó sẽ bị lờ ha, thì bây giờ đường huyết về bình thường thôi tôi ngưng. Có rất là nhiều bệnh nhân như vậy. Do đó khi mà mình chẩn đoán bệnh nhân rồi, mình phải dặn bệnh nhân là cái bệnh này là phải theo dõi suốt đời luôn ha. Rồi nghe thì có vẻ đi quay ha mấy bạn ha, nhưng mà thực tế là nó như vậy. Trong khi những bệnh mà có mình có khả năng điều trị khỏi hoàn toàn đó chính là những cái bệnh liên lý liên quan đến cái vấn đề nhiễm trùng ha. Do đó có nhiều bạn thích đi nhiễm là tại vì cái điều trị tôi điều trị là bệnh nhân khỏi gặp lại tôi nữa, rất là mừng. Trong khi cái bệnh mãn tính thì các bạn sẽ thấy mình điều trị bệnh nhân rất là dài hơn ha, bệnh nhân tới gặp mình mỗi tháng để lãnh thuốc ha, nhiều khi lờ mặt luôn, nhìn chung mình nhìn thấy bệnh nhân là mình biết bệnh nhân bệnh gì và cho tay như thế nào luôn ha. Và có nhiều bệnh nhân người ta thấy cứ mỗi lần đi tái khám cũng nhiều đó thuốc à ha, nhưng hàng người ta cũng không hề tái khám luôn ha, người ta cứ xách cái phần cũ và người ta đi mua thôi ha. Rồi thì cái bệnh đái tháo đường này thì nó liên quan tới cái gì? Nó liên quan tới insulin như mà nãy bạn nói ha. Có thể là do cái sự thiếu hụt insulin bị đói, tức là tuyến tụy của mình nó có vấn đề gì đó bất thường, không tạo được insulin ha. Rồi hoặc là nó có những cái tình trạng gọi là thiếu hụt insulin tương đối ha, thì thường có thể là do tuyến tụy sản xuất insulin, nhưng mà có thể nó vẫn còn sản xuất insulin được, nhưng mà cái lượng insulin nó không đủ đáp ứng với nhu cầu của cơ thể. Hoặc là do tình trạng đề kháng insulin ở mô ngoại biên làm cho với cái nồng độ insulin tiết ra như người bình thường nhưng mà lại không có đủ để mà gây đáp ứng trên những cái tập thể insulin ở mô ngoại biên do tình trạng đề kháng ha. Và cái biểu hiện của nó là gì? Đó chính là cái tình trạng tăng đường huyết mãn tính. Và khi mà tăng đường huyết mãn tính như vậy thì bắt đầu nó sẽ gây ra các biến chứng, nhất là các biến chứng trên mạch máu và thần kinh ha. Rồi như vậy đối với đái tháo đường ha, sau này mình học sinh lý bệnh thì các bạn sẽ biết là mình sẽ có nhiều tiếp đái tháo đường thì chủ yếu mình phân ra thành hai tiếp chính, tại vì nó hơi khác biệt về cái phương pháp lựa chọn cái phương pháp điều trị, nhất là đái tháo đường tiếp 1. Tức là cái đái tháo đường này nó liên quan tới cái việc thiếu hụt insulin tuyệt đối là do tụy nó không sản xuất được insulin nữa. Thì nếu như vậy đái tháo đường tiếp 1 điều trị bằng gì nữa này? Mình chỉ cần có một phương pháp duy nhất thôi, đó chính là mình chích insulin cho bệnh nhân thôi ha. Rồi còn đây là nói về đái tháo đường tiếp 2 thì về cơ chế bệnh sinh của nó thì hơi phức tạp hơn. Cơ chế thật sự thì người ta chưa có rõ nguyên nhân tại sao gây ra đái tháo đường tiếp 2 thì người ta chưa có rõ. Ví dụ những cái bệnh nào mà mình biết nguyên nhân của nó mình điều trị đúng cái nguyên nhân thì nó sẽ hết bệnh ha. Giống như bây giờ mình bị viêm phúc mạc đi thì mình sẽ coi tại sao mình bị viêm phúc mạc. Thì giống như bây giờ có một cái ruột thừa nó bị viêm, nó vỡ ra nó gây viêm phúc mạc, thì bây giờ mình cắt cái ruột thừa vỡ đó, mình rô bụng ha, mình dùng kháng sinh cho bệnh nhân, mình dùng hết viêm phúc mạc ha, là coi như điều trị tiền căn cho bệnh nhân. Hoặc là bệnh nhân có một cái u buồng trứng ha, thì bây giờ mình biết cái nguyên nhân mà gây đau bụng hoặc là làm cho bệnh nhân cái bụng bệnh nhân to lên là do cái u buồng trứng, thì bây giờ mình phẫu thuật mình cắt cái u nó đi, mình giải quyết nguyên nhân thì sẽ giải quyết được hậu quả của cái bệnh đó. Còn đối với đái tháo đường tiếp 2 thì do mình không biết được nguyên nhân, do đó mình không thể nào mình trị tiền căn của cái bệnh đó, mà người ta sẽ coi cho các yếu tố nào tham gia vào cái cơ chế bệnh sinh làm cho đường huyết tăng ở những cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 này. Thì đối với những cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì cái đặc trưng đó chính là cái tình trạng đề kháng insulin ở mô ngoại biên này ha mấy bạn ha. Là tình trạng đề kháng insulin ở mô ngoại biên thì mấy bạn sẽ thấy những cái màu đỏ này là cái tình trạng tăng ha, hoặc là kích thích, còn cái màu xanh là
đi hoặc là bị sốc chế. Thì ở những cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì người ta thấy là những cái bệnh nhân này có giảm tiết insulin ha mấy bạn ha, rồi có cái sự đề kháng insulin ở hô ngoại biên thì tăng lên ha. Và bệnh nhân ở những cái hiện ở bên nhiều nhân đái tháo đường tiếp 2 này thì cái hiệu ứng viêm retin ở những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 này lại giảm hơn so với người bình thường. Thì cái hiệu ứng viêm retin là gì một chút sẽ giới thiệu các bạn ở phía sau ha. Hoặc là ở những cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 nè, thì cái thời gian mà dạ dày tống thức ăn từ trên dạ dày xuống ruột đó, thì mình thấy khoảng thời gian nó rất ngắn đi, làm cho thức ăn mình ăn vào nó sẽ được hấp thu nhanh hơn và nó sẽ góp phần làm tăng đường huyết cho bệnh nhân ha. Rồi bên cạnh đó thì ở những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 này lại tăng cái cảm giác thèm ăn ha. Lúc nào người ta cũng thấy đói đó, là do tế bào của mình nó không sử dụng được glucose không mấy bạn ha, nó làm bệnh nhân cảm giác nào cũng thèm ăn, và bệnh nhân càng ăn thì đường huyết nó sẽ càng tăng. Rồi hoặc là ở những cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì người ta thấy là có sự gia tăng tái hấp thu đường ổn thận, hoặc là có sự gia tăng sản xuất glucose ở gan nam qua con đường tân tạo glucose hoặc là đi dễ lipogen. Hoặc là ở những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đáng lẽ đường huyết tăng thì glucagon nó phải giảm tiết, thì đằng này nó lại có tình trạng là tăng tiết glucagon bất thường ha. Rồi về sự đề kháng insulin thì đề kháng insulin đó là gì ha? Đó chính là tình trạng cụ thể insulin ở những cái tế bào rất như mô cơ, gan, mô mỡ ha. Nó trơ với cái insulin thì nó trơ là trơ như thế nào? Tức là ở trong máu mình vẫn có insulin nhưng mà cái insulin này nó không có phát huy được cái tác dụng của nó khi mà nó tác động lên trên cụ thể nó ở tế bào đất ha. Thì đây là cái clip mà gọi là cụ thể cái gì á, thì cái này hôm trước các bạn có học rồi và ở trong cái phần dược lý đại cương thì mình có học lại. Thì đây các bạn sẽ thấy đây là cái cụ thể insulin, thì khi mà insulin nó đến gắn vào trong cụ thể thì nó sẽ mở ra những cái kênh gọi là kênh vận chuyển glucose, thì lúc này glucose nó mới từ trong máu nó đi vào trong tế bào như là tế bào ung cơ, ung gan, ung mỡ, thì lúc đó tế bào của chúng ta nó sẽ thu nhận glucose này để nó sử dụng để tạo năng lượng hoặc là để dự trữ ha. Rồi còn hiệu ứng incretin là gì ha? Hiệu ứng incretin là người ta thấy khi mà người ta tiến hành ở trên chuột đó mấy bạn, thì người ta thấy khi mà mình sử dụng glucose đường uống á thì nó sẽ kích thích cái tế bào beta tuyến tụy, nó tiết insulin nhiều hơn là mình sử dụng glucose đường tim tĩnh mạch. Thì tại sao lại có hiện tượng này? Là do tác động của những cái chất incretin và bao gồm cái chất GLP-1 ở đây và cái chất GIP ha, thì nó là viết tắt của cái chữ glucagon lipase các bạn ha. Thì chủ yếu là của cái chất GLP-1, còn cái chữ ở cái chất GIP nó ít có tác dụng hơn, cho nên có thể các bạn nhớ rồi không nhớ cũng không sao. Thì những cái chất này nó sẽ được tiết ra từ cái tế bào ruột, khi mà thức ăn mà nó đến ruột thì nó sẽ kích thích tế bào ruột tiết ra những cái chất này. Và những cái chất này nó sẽ theo máu để nó đến những cái cơ quan khác để nó điều hòa. Và những cái chất incretin này thì khi mà nó vào trong máu thì nó sẽ dễ bị bất hoạt bởi một cái men gọi là cái men dipeptidase 4 này, hoặc là người ta hay gọi tắt là cái men DPP4 ha, hoặc là DPP4 ha, tùy. Rồi thì đây là cái tế bào đại lở ở biểu mô ruột non của chúng ta, thì nó chính là cái nơi mà tiết ra những cái chất của hiệu ứng incretin này. Thì những cái chất đó được tiết ra thì nó sẽ đi vào trong máu đây ha các bạn ha, thì nó sẽ đi vào trong máu ở đây. Rồi thì đó là một chút xíu mình ôn lại về thế nào là bệnh đái tháo đường cũng như các hiệu ứng liên quan đến cái bệnh nhân mà bị đái tháo đường tiếp 2. Còn đây bây giờ mình sẽ đi vào các nhóm thuốc để điều trị đái tháo đường. Thì dựa vào cơ chế tự sinh của bệnh đái tháo đường tiếp 2 thì mình sẽ có những nhóm thuốc để điều trị bệnh đái tháo đường. Thì đầu tiên nhất là mình có nhóm gì rồi mấy bạn? Nhóm gì mà có thể điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1? Insulin ha. Thì insulin đó mình cũng có thể điều trị cho những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, tại vì mình biết là ở những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có thể cũng bị thiếu một insulin ha. Hoặc là mình có thể tiêm insulin cho bệnh nhân để mà cải thiện cái tình trạng đề kháng insulin ở khu ngoại biên ha. Rồi ngoài ra thì dựa vào cơ chế bệnh sinh, giống như mình bây giờ ở những cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có tình trạng giảm tiết insulin.
thì mình sẽ có thể sử dụng những cái nhóm mà kích thích tế bào beta tuyến tụy tăng cái insulin để là cải thiện đường huyết cho bệnh nhân. Hoặc là ở bệnh nhân đái tháo đường tuyết 2 có tình trạng đề kháng insulin ở mô ngoại vi thì mình sẽ có những cái nhóm gọi là nhóm cải thiện tình trạng đề kháng insulin ở mô ngoại vi, như là cái nhóm piguanib hoặc là nhóm TZD ở đây, thì nó sẽ làm giảm cái sự đề kháng insulin ở mô ngoại vi. Hoặc là bây giờ cái thức ăn mình ăn vào mình không muốn nó hấp thu qua ruột non để vào trong máu để tăng đường huyết, thì mình sẽ có những cái nhóm thuốc gọi là ức chế hấp thu glucô ở ruột non ha. Và thường nhất đó chính là cái nhóm ức chế viên alpha-glucosidase. Ngoài ra bên cạnh khác những cái nhóm như là piguanib hoặc là nhóm inhibin thì nó cũng giúp ức chế hấp thu đường ở ruột non ha. Hoặc là mình sẽ có những cái nhóm thuốc nó sẽ tác động lên trên cái cơ chế tái hấp thu đường ở ống thận để từ đó nó làm giảm đường huyết ha. Rồi thì đây thuốc giảm đường huyết thì mình sẽ có những cái loại, thứ nhất là về thuốc tim ha. Thuốc tim thì mình có cái nhóm mình sử dụng nhiều nhất đó chính là cái insulin ha. Thì insulin thì nó có thể chia ra thành nhiều nhóm dựa vào cái thời gian tác dụng, thời gian khởi phát tác dụng của nó, thì mình có thể chia ra nhóm khởi phát rất nhanh, nhóm thời gian tác dụng ngắn, thời gian tác dụng trung bình, hoặc là nhóm thời gian tác dụng kéo dài. Thì những cái thuốc nào là thuộc những cái nhóm này thì dễ các bạn học ha. Rồi cái thứ hai cũng có dạng thuốc tim, đó chính là cái GLP-1 analog, tức là cái dạng do nó bắt trước như cái phân tử GLP-1 của mình ha. Thì đó là những cái nhóm thuốc như là exenatide, liraglutide ha. Thì mấy bạn sẽ thấy cái đuôi nó sẽ là cái chữ glutide đó các bạn ha. Thì đó là những cái nhóm thuốc tim thuộc họ Inredin. Rồi mình sẽ có những cái nhóm thuốc uống ha. Những cái nhóm này thì để dùng để điều trị cho những cái bệnh nhân đái tháo đường tuyết 2 thôi ha. Bệnh nhân đái tháo đường tuyết 1 thì mình chỉ sử dụng insulin thôi. Thì nhóm uống thì đầu tiên nhất mình sẽ có những cái nhóm gọi là tăng tiết insulin ở đây ha. Thì mình sẽ có những cái nhóm gọi là nhóm SO ha, là nó viết tắt của cái chữ sulfonylurea. Thì trên lâm sàng thì người ta hay gọi tắt là nhóm SO ha. Rồi hoặc là những cái nhóm thuộc họ clinic ở đây ha, như vậy bà clinic, medical clinic ở đây. Thì nhóm SO đây mấy bạn sẽ thấy nó có hai thế hệ. Hai thế hệ đầu tiên hầu như là hiện nay không sử dụng nữa ha. Tại vì cái nguy cơ mà gây ra hạ đường huyết của nó rất là cao ha. Thời gian tác dụng của nó thì ngắn mà nguy cơ hạ đường huyết cao, cho nên hầu như là nó trôi vào dĩ vãng. Và mình chỉ có những cái nhóm gọi là SO thế hệ thứ hai như là Limuric, Divizic, Limeric ở đây ha. Rồi một cái nhóm thuốc tác động lên cơ chế thứ hai trong cái cơ chế tự sinh của đái tháo đường tuyết 2, đó chính là nó sẽ làm giảm tình trạng đề kháng insulin ở mô ngoại vi. Thì thứ nhất là mình sẽ có cái nhóm piguanib. Và nhóm piguanib này thì nó thời trước đây nó có hai thuốc là thuốc fenfluramine và thuốc metformin. Tuy nhiên hiện nay cái fenfluramine đã bị FDA cấm không sử dụng nữa ha. Tại vì sao? Tại vì nó liên quan đến cái nguy cơ nhiễm axit lactic ha, toàn máu là axit lactic, thì người ta đã rút nó ra khỏi thị trường rồi. Tuy nhiên hiện nay nếu các bạn sau này đi nội tiết, có thể các bạn sẽ gặp những bệnh nhân người ta sẽ sử dụng fenfluramine dưới dạng là thuốc cặp Trung Quốc ha. Thì sau này khi mà các bạn đi lâm sàng, các bạn thấy những cái bệnh nhân mà nhập bệnh viện có thể nhập vì hạ đường huyết, hoặc là nhập vì những toàn máu ha, do những toàn axit lactic, thì mấy bạn sẽ thấy là bệnh nhân sẽ sử dụng cái dạng thuốc cặp Trung Quốc. Cái thuốc cặp đó là gì? Thuốc cặp đó một phần nó sẽ là cái fenfluramine ha, và một lọ nữa nó chính là một cái nhóm SO ha mấy bạn ha. Thì khi mà phối hợp hai cái nhóm này với nhau thì hiện nay á, trong cái điều trị đái tháo đường của mình á, hai cái nhóm thuốc uống mà mình hay sử dụng cũng là cái nhóm SO và cái nhóm metformin ha mấy bạn ha. Thì việc kiểm soát đường huyết rất là tốt. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân sử dụng thuốc cặp như vậy thì cái nguy cơ thứ nhất là bệnh nhân bị hạ đường huyết do cái nhóm SO, và cái nguy cơ thứ hai đáng sợ hơn đó chính là bệnh nhân sẽ nhiễm toàn axit lactic do cái nhóm metformin này ha. Thì nhiều bệnh nhân người ta sử dụng thuốc cặp hiện ngày sử dụng 3 lần, mỗi lần một cặp, tức là một viên fenfluramine và một viên của cái nhóm SO ha. Rồi còn cái nhóm mà được thuốc uống thứ
3 để điều trị đái tháo đường tiếp 2 là đó chính là những cái thuốc mà nó có cái tác dụng của cái hiệu ứng incretin. Thì là mình sẽ thấy cái nhóm này thì nó sẽ là những nhóm ức chế men DDD4 ở đây ha. Mình sẽ thấy cái đuôi nó là creatine ở đây ha, như là sitagliptin, sacagliptin này. Thì đây là những nhóm thuốc mới sau này được cấp phép lưu hành khoảng từ đầu năm 2000 tới bây giờ, mà khoảng 2003 tới bây giờ. Rồi, và những cái nhóm thì nó sẽ tác động lên cái việc hấp thu glucose ở ruột ha, nó ức chế lên trên cái men alpha glucosida để từ đó ruột của mình nó không hấp thu được đường ha. Rồi, hoặc là những cái nhóm mà nó giảm tái hấp thu đường ở ống thận ha, những cái nhóm này nó mới được giới thiệu sau này thôi, nó mới được cấp phép lưu hành khoảng từ năm 2012-2013 đây thôi ha. Thì sẽ bao gồm những cái thuốc mà có cái đuôi đây, các bạn thấy đây là glycogen ha. Thì cái chữ này là nó xuất từ cái vỏ cây táo các bạn ha, cái glycogen này nó xuất phát từ đó. Rồi, ngoài ra mình sẽ có những cái nhóm thuốc khác, thì ở đây mình đọc cho biết thôi chứ thực tế mình cũng không có sử dụng nó ha. Thì mình sử dụng nhất là cái nhóm SO đây, cái nhóm metformin đây ha, rồi cái nhóm incretin, hoặc là nhóm ức chế hấp thu glucose ở ruột, hoặc là ức chế tái hấp thu ở thận. Còn những cái nhóm như là clinic hoặc là TZD thì hiện nay ở Việt Nam nên hầu như là không có thuốc nữa ha các bạn ha. Rồi, thì về dược tổng hợp của các thuốc thì dược tổng hợp là nó nói về số lượng thuốc ở trong cơ thể của mình. Thì bây giờ mình sẽ đi qua từng nhóm ha. Thì thứ nhất là những cái nhóm cái tăng tiết insulin thì nó bao gồm nhóm SO và cái nhóm lipid ha. Thì những cái nhóm SO thì mấy bạn sẽ thấy nó có đặc điểm gì? Thứ nhất là nó sẽ hấp thu nhanh nhưng mà nó sẽ bị cản trở bởi thức ăn. Do đó khi mà mấy bạn cho bệnh nhân nhớ uống cái nhóm thuốc SO là mình phải dặn bệnh nhân uống trước ăn, uống lúc bụng đói không có uống sau ăn ha. Thì lại vì nó sẽ ảnh hưởng đến hấp thu của thuốc. Và cái nhóm này thì nó sẽ được chuyển hóa qua gan thành là dạng bất mạc, hoặc có một số thuốc thì nó sẽ thành vừa dạng bất mạc vừa dạng mạc hóa ha mấy bạn ha. Và quan trọng nó sẽ được đào thải qua thận ha. Do đó cái nhóm này ở những cái bệnh nhân nào mà bị suy thận thì mấy bạn sẽ thấy có chuyện gì xảy ra. Nếu mà bệnh nhân bị suy thận mà mình cho uống SO thì mấy bạn sẽ đoán là có chuyện gì? Tương tác với nhau hay không, rồi nếu mà có tương tác thì tương tác ở mức độ
nào ha, mức độ nặng ha, không được phối hợp thì mình phải chú ý là mình không sử dụng với nhau. Còn ví dụ có tương tác nhưng mà ở mức độ nhẹ hoặc là trung bình thôi, không chỉ cần phải theo dõi thôi, thì lúc đó mình có thể phối hợp với nhau được ha. Rồi, và cái nhớ này tuy mà nó được chuyển hóa qua gan nhưng mà nó lại bài tiết bằng mật, do đó ở những cái bệnh nhân suy thận á, thì nếu mà mình không sử dụng được cái nhóm SU thì mình có thể chuyển qua sử dụng cái nhóm Limit này. Tuy nhiên hiện nay thì mình cũng không có cái nhóm này để sử dụng ha. Rồi, và cái nhóm thứ hai đó chính là cái nhóm mà làm giảm tình trạng đề kháng insulin ở mô ngoại vi. Và một trong những cái thuốc đầu tay đó chính là cái nhóm metformin của mình, thuộc cái họ Piguanid ở đây ha. Thì mấy bạn sẽ thấy là nó sẽ không có được chuyển hóa ở gan ha, và nó sẽ được đào thải ở qua thận dưới dạng là còn nguyên luôn ha, tức là cũng còn hoạt tính ha mấy bạn ha. Do đó mình thấy nếu bệnh nhân suy thận sử dụng cái nhóm này thì hay sao? Bệnh nhân sử dụng nhóm này, bệnh nhân về suy thận thì mình, khi mà mình sử dụng cái nhóm này thì chuyện gì xảy ra mấy bạn? Theo đường tiêu hóa để đi ra ngoài.
Do đó khi mà nó tác động tại chỗ như vậy là nó theo cái đường tiêu hóa thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng khó chịu, tái phát trùng ngoại ý trên đường tiêu hóa ha. Thì cụ thể như thế nào thì về các bạn sẽ đọc sách thêm ha. Rồi về cái insulin ha, thì về nguồn gốc insulin thì đây là cái phân tử protein. Insulin bản chất của nó là phân tử protein, nó sẽ những cái insulin ngoại sinh thì nó sẽ được tạo ra cái công nghệ tái tổ hợp gen đây ha mấy bạn ha. Thì về insulin ngoại sinh thì nó sẽ được điều chỉnh các cấu trúc và thành phần để nó thay đổi cái tác dụng của insulin theo cái mong muốn của mình để điều trị cho bệnh nhân. Thì để mà nó được hấp thu tốt ha, và nó làm giảm cái thời gian và các tác dụng, tức là nó có tác dụng nhanh hơn, thì người ta sẽ ngăn chặn sự hình thành các đa phân tử. Thì những cái phân tử thuốc nào ở dạng đơn á sẽ được hấp thu nhanh hơn là những cái phân tử thuốc ở dạng đa. Rồi ngoài ra người ta có thể cho thêm cái gốc glutamin lên để làm giảm tính tan của thuốc, để làm chậm hấp thu thuốc vào trong máu, để mong muốn là cái nhóm nó tác dụng kéo dài ha. Hoặc là người ta sẽ thêm cái phân tử kẽm vào trong đó để tăng cái độ ổn định của cái insulin của mình lên ha. Thì đây là những các phân tử insulin đây ha. Rồi thì đây là về cái nguyên lý mà hấp thu thuốc insulin khi mà mình tiêm dưới da. Thì mấy bạn sẽ thấy là khi mà mình tiêm insulin dưới da thì những cái dạng đơn phân tử như thế này ha, nó sẽ là những cái dạng mà được hấp thu nhanh nhất. Càng ở dạng đa phân tử chừng nào thì cái sự hấp thu của nó sẽ càng chậm chừng đó ha mấy bạn ha. Giống như ở đây mấy bạn sẽ thấy đây là những cái dạng polymer hexamer này ha, thì những cái dạng này nó sẽ được hấp thu rất là chậm vào trong máu ha. Thì thời gian tác dụng của nó kéo dài ha, nhưng mà cái thời gian mà bắt đầu nó có tác dụng á thì nó cũng dài nữa ha. Rồi về dược động của insulin đây thì mấy bạn sẽ thấy insulin bản thân nó là phân tử protein, do đó nó sẽ bị bức hoạt bởi những cái men protease ha. Và những cái men này có ở gan, ở thận thì insulin thì nó sẽ bị bức hoạt ở những vị trí đó và nó sẽ được đào thải qua nước tiểu ha. Do đó ở những cái bệnh nhân mà bị bệnh tiểu đường đó mấy bạn, mà bệnh nhân có biến chứng về thận rồi á ha, thì cái sự đào thải insulin nó cũng sẽ giảm đi, do đó có thể cái nhu cầu về insulin của bệnh nhân cũng sẽ giảm đi. Do đó có một số bệnh nhân bị đái tháo đường trước đây sử dụng insulin với liều rất là cao ha, có thể là 40 đơn vị hoặc 50 đơn vị một ngày. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân chuyển qua cái giai đoạn suy thận rồi thì mình sẽ thấy cái nhu cầu insulin bệnh nhân giảm lại. Nếu mà mình vẫn chích với cái liều 50 đơn vị thì có thể bệnh nhân bị hạ đường huyết ha, lúc đó mình sẽ phải giảm cái liều insulin trở lại. Rồi và cho nó là cái phân tử protein, do đó các bạn sẽ thấy nó rất là dễ bị hủy bởi những cái men protease có trong đường tiêu hóa, và nó sẽ trải qua cái hiệu ứng chuyển hóa bước đầu cao. Rồi và nó sẽ điều chỉnh các chuỗi polypeptide của những cái phân tử insulin để nó thay đổi đặc điểm về vận động của những cái phân tử insulin đó. Giống như ở đây các bạn sẽ thấy có những cái nhóm insulin gọi là khởi phát nhanh đây, nha mình chích vào một thời gian sau là nó bắt đầu có tác dụng rồi, hoặc là nhóm có thời gian tác dụng kéo dài ở đây ha, hoặc là những tác dụng ngắn đây ha các bạn, hoặc là những cái nhóm mà có thời gian tác dụng trung bình và những cái nhóm có thời gian tác dụng kéo dài ở đây có thể kéo dài đến 24 tiếng đồng hồ ha. Thì người ta sẽ phân loại insulin thì dựa vào thời gian tác dụng như nãy giờ tôi nói ha. Rồi ngoài ra hiện nay thì người ta sẽ phân theo sinh lý bệnh và mục tiêu điều trị thì insulin ngoại sinh. Thì mình sẽ có những cái gọi là cái insulin tạo nền và những cái insulin theo cái bữa ăn. Mình suy nghĩ chút xíu ha, theo mấy bạn những cái insulin tạo nền thì mình sẽ sử dụng những cái dạng insulin nào? Nếu mà mình chọn theo sinh lý bệnh điều trị tiêm insulin cho bệnh nhân, nếu mà mình làm cái insulin tạo nền thì sẽ lựa chọn cái loại insulin nào? Bốn cái loại insulin mà mình phân loại theo thời gian tác dụng đó mấy bạn. Em nghĩ là tác dụng kéo dài. Chọn cái dạng tác dụng kéo dài nhất đúng không? Còn những cái loại insulin theo bữa ăn thì nếu là em chọn là tác dụng ngắn là bạn nếu mà insulin tạo nền thì bạn sẽ
chọn tác dụng kéo dài, tức là cái insulin loại 4 hoặc số 4 ở phía trên. Còn cái insulin mà theo bữa ăn thì bạn sẽ chọn cái thời gian tác dụng ngắn, tức là cái số 2 nha. Thì để coi, mình sẽ coi xíu để coi coi chỉ còn những cái insulin như là khởi phát nhanh hoặc là thời gian tác dụng trung bình thì sao mấy bạn? Nếu mà mình điều trị theo cái sinh lý bệnh thì hai cái loại đó không có sử dụng được hay không? Theo em thì có sử dụng được hay không? Còn cái nhóm khởi phát
nhanh hoặc là những cái đoạn ngắn này thì mình sẽ lấy làm được các đường viết sau bữa ăn. Và mình sẽ sử dụng như thế nào và điều chỉnh ra sao thì sau này các bạn học về cái phần bài tiết thì các bạn sẽ học rõ hơn về các insulin này. Rồi, thì trước khi vào phần tiếp theo thì có những cái câu clicker ha. Thì đây các bạn sẽ thấy hiện nay trong các phác đồ điều trị bệnh đái tháo đường tiếp 2 thì metformin người ta gọi là các hạng first line ha. Để điều trị cho những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 do nó có nhiều ưu điểm ha. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy khi mà mình sử dụng metformin này nó sẽ trở nên nguy hiểm khi nào, trong những cái trường hợp nào sau đây các bạn? Trường hợp nào? Các bạn có cái cơ không ạ? Lý cơ không đem theo. Học tới năm 3 là hết đem theo lý cơ luôn. Năm nhất còn đem nhiều, năm 2 đem có lý cơ, năm 3 là nhiều nhà luôn à. Rồi, thì theo bạn này, cái nào bạn? Theo em là B đúng không? Vậy thì sao? Cô là khi mà nồng độ hút trong máu tăng cao như vậy thì những cái tác dụng của các hormone pin này thì nó sẽ tăng cao hơn so với bình thường ha, và nó sẽ gây ra những cái tác dụng ngoại ý và có thể những cái tác dụng nó sẽ đặc biệt nghiêm trọng ngay đó. Ở những cái bệnh nhân suy thận nặng thì khi mình sử dụng các hormone pin thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Rồi về dụng cụ học ha, về cơ chế tác động thì mình sẽ đi vào những cái nhóm thuốc đường uống trước. Thứ nhất là nhóm kích thích cái insulin, thứ hai là những cái nhóm mà tăng nhẹ cảm với insulin, nhóm thứ ba là ức chế tái hấp thu glucose ở thận, và cuối cùng là nhóm ức chế hấp thu glucose ở ruột hay là nhóm ức chế men ăn và glucosida. Rồi về nhóm kích thích tiết insulin thì mình sẽ có hai cái thuốc chính là nhóm SO và cái nhóm clinic thì coi như là mình chỉ còn sử dụng được cái nhóm SO mà thôi. Thì đây cho mấy bạn coi một cái clip về cơ chế tác dụng của cái nhóm SO ha mấy bạn ha. Cái này mình nhìn hình thôi mình cũng hiểu được, có khi không cần nghe tiếng đâu. Ở đây mấy bạn sẽ thấy có cái kênh này là kênh gì đây? Kênh kali nhạy cảm với ATP. Thì bình thường cái kênh này nó sẽ mở ra để nó điều chỉnh cái nồng độ kali bên trong và bên ngoài tế bào. Thì bình thường nồng độ kali trong tế bào nó sẽ cao hơn, nó sẽ theo cái kênh này nó đi ra bên ngoài các bạn ha. Rồi đây khi mà mình ăn vào đường huyết tăng lên thì gluco nó sẽ tăng lên trong máu, thì nó sẽ đi theo cái kênh vận chuyển gluco transporter 2 ở đây. Thì cái kênh này nó gọi là cái kênh gọi là glucose sensor, các bạn nó sẽ nhạc nó sẽ cảm ứng với glucose ha. Nếu mà đường huyết tăng cao thì nó sẽ mở cái kênh này ra, thì sau đó glucose nó vào bên trong tế bào thì nó sẽ trải qua cái quá trình đường phân đây ha, và quá trình đường phân này nó sẽ tạo ra ATP thì nó sẽ khóa cái kênh kali mà nhạy cảm với ATP lại, làm cho kali nó không đi ra bên ngoài được ha các bạn ha. Đây mình thấy kali không đi ra bên ngoài được thì bắt đầu cái tế bào nó sẽ ra cái quá trình khử cọc đây ha, và lúc đó nó sẽ cho ion canxi đi vào bên trong tế bào, và ion canxi này thì nó sẽ đi đến những cái túi mà chứa những phân tử insulin đã được tổng hợp trước đó, nó sẽ làm cho những cái túi này di chuyển đến phần màng và nó sẽ phóng thích insulin vào trong máu. Do đó các bạn sẽ thấy một thời gian ngắn sau khi mình ăn đường huyết tăng thì bắt đầu nồng độ insulin trong máu cũng sẽ tăng theo dựa vào cơ chế tiết như thế này. Còn đây là về cái cơ chế tác dụng của cái nhóm SO của mình ha, thì nó cũng sẽ khóa cái kênh này lại. Nó cũng tác động cũng giống như cái phân tử ATP vậy đó, nhưng mà trên một cái vị trí khác của cái phân tử ATP ha. Thì lúc đó nó cũng sẽ làm cho cái tế bào này bị khử cực và nó sẽ phóng thích insulin vào trong máu.
Rồi thì đó là về cơ chế tác dụng của insulin ha. À, của nhóm SU ha. Cái này là phần mà ghi ra hơi thì về các bạn sẽ coi. Và những các bạn lưu ý là ha, những cái nhóm thuốc nào mà nó gây tăng tiết insulin ha thì nó sẽ gây tăng cân, là do nó tăng hoạt tính của insulin ở những cái mô mô đích ha, như mô mỡ, mô cơ, nó sẽ làm cho bệnh nhân tăng cân. Do đó trên những cái bệnh nhân nào mà bị thừa cân béo phì đó mấy bạn ha, mà bây giờ mục tiêu của mình muốn là giảm tình trạng đề kháng insulin, là mình mong muốn là bệnh nhân được giảm cân và mình sử dụng cái nhóm SU này thì làm mấy bạn sẽ thấy có chuyện gì. Có thể là nó sẽ đi ngược lại với cái mong muốn của mình ha mấy bạn ha. Có thể nó sẽ làm cho bệnh nhân tăng cân, có thể tăng cân không nhiều, 1-2 kg thôi, nhưng mà đối với những bệnh nhân béo phì đó, cái việc mà giảm 1-2 kg đó rất là khó khăn. À, do đó mình cần phải lưu ý đối với những bệnh nhân béo phì mà mình muốn bệnh nhân giảm cân, có thể mình không sử dụng cái nhóm này đầu tiên mà mình sử dụng cái nhóm khác trước ha. Thì nhóm nào thì chúng mình sẽ đi tiếp theo ha. Rồi còn đây là cái nhóm clinic, thì về cơ chế tác dụng thì nó tương tự với cái nhóm SU thôi ha các bạn ha. Rồi còn về những cái ưu điểm của clinic này thì về các bạn có thể tự đọc được ha. Rồi cái nhóm thứ hai đó chính là cái nhóm làm tăng sự nhạy cảm của insulin với mô ngoại biên, là cái nhóm thuốc metformin, là một cái nhóm biguanid ha, và cái nhóm TZD. Rồi thì đây các bạn sẽ coi cái nhóm biguanid, cái nhóm metformin này nó sẽ có tác dụng như thế nào. Thì đây các bạn sẽ thấy metformin của mình ha, nó sẽ tác động lên trên cụ thể của nó và nó sẽ kích hoạt cái men protein kinase mà được hoạt hóa bởi cái ATP này, thì khi đó nó sẽ bắt đầu cái lộ trình tín hiệu để nó làm giảm cái tình trạng đề kháng insulin ở mô ngoại biên. Và mấy bạn sẽ coi cái metformin nó sẽ có tác dụng như thế nào. Thì về cơ chế thực sự cái nhóm metformin này nó còn chưa sáng tỏ đâu mấy bạn, cái này là những cơ chế mà người ta gợi ý thôi, người ta thấy có khả năng nhiều nhất thôi ha. Làm cho cái ống thận gần của mình nó
bên ngoài, thì đó nó sẽ góp phần là giảm đường huyết cho bệnh nhân. Thì đây ha, các bạn sẽ thấy là nó sẽ tác động lên trên những cái kênh mà lọc vận chuyển gluco và ion natri ở cắm hồng cầu này, do đó nó sẽ đào thải theo nước tiểu đi ra bên ngoài ha. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ gây ra cái tình trạng tiểu nhiều cho bệnh nhân. Ngoài ra cái nhóm này thì người ta thấy là có thể làm cho bệnh nhân giảm cân nữa, do đó trên những cái bệnh nhân béo phì thì có thể sử dụng cái nhóm này để cho bệnh nhân. Tuy nhiên trong cái nhóm này thì nó có một cái tác dụng ngoại ý khá gây ra khá khó chịu, là nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng đường tiểu ha. Do đó khi mà mình sử dụng cho bệnh nhân mình cũng phải lưu ý. Rồi, còn đây là cái nhóm tác dụng dược lực của cái nhóm ức chế men alpha glucosidase ha. Thì đây mấy bạn sẽ thấy cái phân tử đường thường của mình ăn vào thì thường là ở dưới dạng đường đa, thì nó muốn được hấp thu vào tế bào ruột non rồi sau đó vào trong máu, thì nó phải được ở dạng đường đơn, nó sẽ được phân cắt bởi những cái men có trong cái đường tiêu hóa đây ha. Mấy bạn ha, là cái men alpha glucosidase đây. Thì những cái nhóm thuốc thuộc ức chế men alpha glucosidase này, mấy bạn nó có tác dụng cạnh tranh với những cái phân tử đường đa này trên cái men này, làm cho cái men này nó không có tác dụng được trên những cái phân tử đường đa mà mình ăn vào ha. Do đó cơ thể mình nó sẽ không hấp thu được các những cái phân tử đường đa đó. Thì những phân tử đường đa đó nó sẽ theo ruột non, nó sẽ phân tử già và nó sẽ được đào thải qua nhân phun ra ngoài. Tuy nhiên trên cái quá trình đào thải như vậy thì mình biết là ở trong ruột của mình thì nó sẽ có những cái phân vi khuẩn, thì vi khuẩn nó sẽ lên men những cái phân tử đường đa đó ha, nó sẽ sinh hơi ha, thì nó sẽ tạo ra những cái triệu chứng rối loạn về những cái đường triệu chứng rối loạn về tiêu hóa và khó chịu, giống như là cho bệnh nhân bị đầy bụng tiêu chảy ha. Thuốc tiên thì sẽ có insulin ngoại sinh và cái insulin tổng hợp ha. Thì insulin đây các bạn sẽ thấy ha, đây là phân tử insulin ngoại sinh. Thì khi mà mình hành tiêm dưới da rồi thì nó sẽ tác động lên trên cụ thể insulin ở những cái mô ngoại biên, để từ đó giống như ở đây là một cái ví dụ về mô cơ, mô gan hoặc là mô mỡ, thì mấy bạn sẽ thấy khi mà insulin nó gắn lên trên cụ thể thì nó sẽ kích hoạt cái lộ trình tín hiệu bên trong nó. Thì cái lộ trình tín hiệu đó thực tế là những cái quá trình phosphorin hóa những cái cơ chất của cái cụ thể insulin hay là những cái phân tử protein, để từ đó vai trò để làm gì, để mà nó đưa những cái túi các bạn chứa những cái kênh vận chuyển gluco hòa trên bề những tế bào này ha. Thì lúc đó những cái kênh này, nhất là cái kênh gluco transporter 4 này, nó sẽ hòa trên bề những tế bào này, thì lúc đó đường ở trong máu của mình nó mới được hấp thu vào phía bên trong tế bào ha, để có thể nó đi theo con đường đường phân tạo năng lượng hoặc sẽ được tổng hợp với dạng glycogen ha các bạn ha. Rồi thì cái kênh mà vận chuyển đường glucose transporter 4 này nè các bạn, thì nó hoạt động phụ thuộc vào insulin, tức là có insulin thì nó mới được đưa lên trên màng tế bào như thế này, còn bình thường nếu không có insulin thì nó không có hoạt động ha các bạn ha. Rồi thì đây có một con trigger ha, thì đây các bạn sẽ thấy những cái dạng insulin ngoại sinh thì đó có bản chất là một phân tử protein được tạo ra từ sự tái tổ hợp gen ha. Rồi thì các bạn sẽ thấy insulin nó không được sử dụng theo đường nào các bạn. Nãy giờ thì tôi không không nói kỹ về cái đường dùng của insulin, nhưng mà theo các bạn đoán được tên insulin mình sẽ không thể dùng theo cái đường nào. Đường uống được không các bạn? Không biết đúng không, mà đường tiêm dưới da. Hồi nãy có cái hình thấy là tiêm dưới da là đường chủ yếu mà sử dụng luôn á ha. Còn đa số những cái dạng insulin của mình là tiêm dưới da. Truyền tĩnh mạch mình sẽ sử dụng ha, nhất là trong những cái trường hợp mà đái tháo đường mà có biến chứng cấp đó các bạn, giống như bệnh nhân bị hôn mê nó rồi thẩm thấu hôn mê những paracetamol, thì người ta sẽ dùng insulin để truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân. Rồi hoặc là qua niêm mạc mũi, thì ở Việt Nam mình không có, mà ở nước ngoài thì có cái dạng insulin xịt mũi ha các bạn ha. Rồi duy nhất chỉ có đường uống mình không sử dụng, tại sao mình không sử dụng ha? Nó là protein ha, mà mình biết ở trong ruột của mình sẽ có những cái men protease phân hủy những cái phân tử protein ha các bạn ha, do đó nó sẽ làm xúc phạm các phân tử insulin của mình, do đó mình không có sử dụng đường uống ha. Rồi thì đây là những cái dạng thuốc tiêm họ incretin ha các bạn ha.
Thì đây mấy bạn sẽ coi dược lực của những cái họ retin này như thế nào ha. Thì cái những cái thuốc mà tác động lên cái hiệu ứng retin này thì mình sẽ có hai loại, một loại dạng tiêm, một loại dạng uống ha mấy bạn ha. Dạng tiêm là cái dạng mà GLP-1 analog ha, còn cái dạng uống thì là những cái dạng mà ức chế cái men BBB4 này nè ha. Thì cái men này nó có vai trò là nó sẽ kích hoạt những cái phân tử của cái những cái phân tử hormone của cái hiệu ứng insulin như là GLP-1 hoặc là cái GIP này ha, từ dạng hoạt động thành dạng bất hoạt ha. Do đó mình sẽ có những cái nhóm thuốc mà nó ức chế cái men này làm tăng cái nồng độ GLP-1 trong máu lên ha, hoặc là mình sẽ có những cái nhóm thuốc mà nó bắt chước tương tự như cái GLP-1 này luôn ha. Thì mình sẽ coi về hoạt tính sinh học của những cái nhóm GLP-1 này sẽ là gì ha. Mấy bạn thấy này, nó tác động, thứ nhất là nó sẽ tác động lên trên tụy ha, nó sẽ kích thích cái bào beta tuyến tụy mình tiết insulin. Tuy nhiên cái sự cái insulin này nó có đặc biệt, nó có đặc điểm gì khác biệt so với cái nhóm SU hoặc là nhóm tinic. Thì người ta thấy cái sự tăng cái insulin này nó phụ thuộc vào bữa ăn ha, tức là mình có ăn và mình mới tăng cái insulin ha. Cái không như cái nhóm SU là khi mà mình cho thuốc vào rồi thì cái nó cứ tiết, nó cứ thuốc mà nó gắn lên trên cái phân tử cụ thể của nó thì nó sẽ kích thích cái tế bào beta tuyến tụy mình tiết insulin cho tới khi nào thuốc nó được thải ra ngoài thì thôi ha. Và nó còn ngoài ra nó sẽ còn tác động lên trên tụy là nó giảm tiết glucagon ha, và nó sẽ tác động lên trên dạ dày, nó làm cho dạ dày chậm tống ăn xuống ruột non để từ đó làm chậm hấp thu đường vào trong máu ha. Rồi ngoài ra nó còn sẽ còn tác động lên trên não, nó làm giảm cái cảm giác thèm ăn cho bệnh nhân ha. Rồi thì đó là về những cái nhóm thuốc điều trị đường huyết ha các bạn ha. Thì biết mà thấy là sự phân định các nhóm thuốc giảm đường huyết thì không phải luôn rõ rệt ha. Có thể các bạn sẽ thấy nãy giờ tuy là cái nhóm mà gọi là nhóm giảm sự đề kháng insulin ở vùng ngoài biên, thì bên cạnh cái tác dụng chính của nó là giảm sự đề kháng insulin ở vùng ngoài biên thì nó có thể là làm ức chế hấp thu đường ở ruột non nữa ha các bạn ha. Cho đó mình sẽ thấy các nhóm thuốc đó ta chỉ phân định dựa vào cơ chế tác dụng chính thôi, bên cạnh đó thì nó sẽ còn những tác dụng phụ kèm, tác dụng khác kèm theo. Rồi một nhóm thuốc thì nó có thể tác động lên trên nhiều lĩnh vực sinh của tình trạng tăng đường huyết. Rồi ngoài ra một cái yếu tố nội sinh thì nó cũng có thể chịu nhiều tác động của các nhóm thuốc khác nhau. Do đó các bạn sẽ thấy cái phối hợp thuốc là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc điều trị cho những bệnh nhân đái tháo đường ha. Và thường khi phối hợp nhóm thuốc như vậy thì thường người ta sẽ phối hợp các nhóm khác nhau ha các bạn ha. Thì hiện nay thường người ta sẽ phối hợp nhất là cái nhóm SU và cái nhóm metformin, hoặc là nhóm metformin với cái nhóm ICD, hoặc là nhóm SU metformin kết hợp với nhóm ức chế men BBB4, hoặc là cái nhóm ức chế tái hấp thu đường mà ổn thận ha. Rồi tuy nhiên mấy bạn không có phối hợp thuốc những cái nhóm thuốc nó cùng một nhóm ha, giống như mình không có phối hợp hai cái thuốc SU lại với nhau, hoặc là khi mà mình phối hợp thì những cái nhóm nào mà nó có nguy cơ hạ đường huyết cao thì mình hạn chế mình phối hợp với nhau. Thì thứ nhất, insulin là một trong những cái nhóm thuốc mà nó gây ra hạ đường huyết, cái nguy cơ hạ đường huyết nó cao nhất. Cái thứ hai, những cái nhóm thuốc nào mà gây tăng tiết insulin mà không phụ thuộc vào bữa ăn như những cái nhóm thuốc SU ha, thì đó là những cái nhóm thuốc mà gây ra nguy cơ hạ đường huyết cao thứ hai sau insulin ha. Rồi thì về mấy cái này thì mấy bạn đây ha, đây là những cái tóm tắt mà tôi nói thôi. Rồi thì đó là cái bài của chúng ta ngày hôm nay, thì không biết các bạn có thắc mắc gì không. Nếu không có thắc mắc gì thì mình nghĩ ha, nhờ các bạn tìm được tôi cái phiếu khảo sát nha.